Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rank On. Hôm nay chúng ta sang kỳ 2 với bài số 4 và chúng ta tiếp tục với 4A, 4A, trang 73, trang 73 với bài số 6, số 7, bài số 6 trước, bài số 6 trang 73 này. Bây giờ, cái gì làm cho bạn, cái gì làm cho... Tức là bạn cảm thấy nó thích thú trong mỗi lễ hội á. Rồi chúng ta sẽ viết như sau. Ok. Đây. On Bastille's vào cái ngày quốc khánh, the French have parties and parades, hang flags everywhere, dresses and watch fireworks at midnight. Ta viết như vậy thôi. Nha. Rồi at Tết, Vietnamese decorate their houses with colorful flowers, family members eat together, visit relatives, eat banchung and watch line dance performances. Children get money in a red envelope. Rồi đó là bài số 6 của chúng ta và chúng ta sẽ sang bài số 7. Sang bài số 7. Bài số 7 là gì? Tức là tưởng tượng, hãy tưởng tượng mình, bạn đang tổ chức một lễ hội ở đất nước của bạn, và viết một cái tin nhắn, viết một cái bản tin ngắn gửi tới bạn của bạn. Bạn của bạn là người Anh, nói về nó, về lễ hội, khoảng 50 từ, viết về cái nơi nó ở đâu, thời tiết như thế nào, tên của lễ hội là gì, mọi người làm cái gì và bạn đang làm gì. Đó, nghe chưa? Rồi tên này, ở đâu này, nơi chốn ở đâu này, thời tiết này, tên lễ hội này, mọi người làm gì và bạn đang làm gì. Chúng ta sẽ viết như sau. Ok, viết như thế này cũng được này. Rồi, hi Hannah, I'm writing to you. Tôi đang viết cho bạn. Ở đây chúng ta có thể đổi này, đổi cái địa chỉ này, đổi cái địa chỉ này. Chúng ta viết một cái khác. Chúng ta có thể lễ hội hoa Đà Lạt chẳng hạn. Ở đây sẽ là Đà Lạt City. Các bạn nếu mà viết lễ hội hoa Đà Lạt sẽ là Đà Lạt City, Lâm Đồng, Lâm Đồng Province. Đó, như vậy đó. Mọi người, tôi đang, bây giờ tôi sẽ dịch cái bài mẫu này trước. Tôi đang viết cho bạn từ công viên giải trí Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người ở đây đang tổ chức lễ hội hoa quả, lễ hội hoa quả. Rồi những người nông dân ở miền Nam, the Southern Farmer, người nông dân ở miền Nam, trưng bày, display là trưng bày hoa quả tươi của họ, their fresh fruit. Chữ fruit này viết sai này, sửa lại cho đúng, sẽ là fruit, sẽ trưng bày hoa quả của họ một cách xinh đẹp, một cách đẹp đẽ trên những cái khay, cái tray là những cái khay ha, khay mâm. Rồi the visitor go around, du khách thì đi vòng quanh, to enjoy the fruits for free, để thưởng thức hoa quả miễn phí, miễn phí. They can buy the fruits if they want, họ có thể mua trái cây nếu họ muốn. There is also music performance, còn có một cái màn trình diễn âm nhạc around the park, xung quanh công viên. Ok, the weather is so cool and cloudy, trời rất là mát và có nhiều mây. I'm trying different kinds of strange fruits, tôi đang thử những cái loại trái cây rất là lạ và khác. They are really delicious, chúng rất là ngon. See you next week, gặp bạn sau nhé, Vi. Ok, đây các bạn có thể sửa thành lễ hội hoa Đà Lạt, đó là Flower Festival. Flower Festival. Festival nó sẽ trưng bày các loài hoa nhé. Try different kind of flower in Đà Lạt. Chúng rất là đẹp. Đây là trưng bày các loại hoa ở Đà Lạt này. They are beautiful. They are really beautiful.
and colorful, đầy sắc màu. Cái từ này các bạn học rồi nè. À, du khách thì sao? À, du khách hết chụp hình đúng không? À, visitor sẽ làm gì? À, sẽ take photo này, à, chụp hình, rồi mua hoa, à, mua hoa, vân vân, chụp hình, mua hoa, à, mua quà lưu niệm.